chào các bạn. Tôi đang ngồi tại bãi trường Phú Quốc. Như các bạn thì thấy đây là dự án Phú Quốc Marina. Dự án này đã triển khai từ năm 2017 rồi. Và cách đây 2 năm trước ấy, thì nó chỉ như thế này thôi. Và đến đến thời điểm hiện tại này thì nó đã có sự đổ xác vô cùng là chóng mặt. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy. Đây các bạn, đây chính là cái khách sạn Intercontinental mà trong cái bức hình mà tôi đã gửi cho các bạn. Đó. Có nghĩa là gì ạ? Đây là một sự thay đổi rất là thần kỳ ở Phú Quốc chỉ trong thời gian có 2 năm. Đúng không ạ? Trong 2 năm vừa qua ở Phú Quốc đã có rất là nhiều những cái resort, những cái thương hiệu lớn như là Accor, Marriott, đúng không ạ? Đây là những thương hiệu bên trong của Accor, nó có cả Novotel, Best Western, bên cạnh nó có cả, ngoài ra còn có cả Wyndham. Rất nhiều thương hiệu lớn đã đổ bộ vào Phú Quốc rồi. Họ kéo theo rất là nhiều những data khách hàng VIP của họ đến với Phú Quốc. Nhưng các bạn thử nghĩ xem, khi mà các bạn đến với Phú Quốc ở thời điểm hiện tại thì các bạn nhìn thấy cái gì ạ? Là khi các bạn đến Phú Quốc ở thời điểm hiện tại thì ở Phú Quốc vẫn còn đang rất là thiếu cái mảng, đó chính là về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chính là mảng về dịch vụ. Tức là mặc dù chúng ta biết được rằng là cái ngành dịch vụ là cái ngành kiếm nhiều tiền nhất ở Phú Quốc ở thời điểm hiện tại rồi, nhưng mà nó vẫn còn đang rất là thiếu. Có nghĩa là khách hàng người ta đến đây người ta không biết đi mua sắm ở đâu cả. Ở đây không có cái mô hình bệnh viện nghỉ dưỡng, ở đây không có cái mô hình gọi là spa đẳng cấp, đúng không ạ? Có nghĩa là cái tiềm năng để chúng ta có thể khai thác, rút nhiều tiền hơn nữa của những khách hàng du lịch đến đây ấy, là vẫn còn đang bỏ ngỏ. Và ai sẽ là cái đơn vị mà sẽ kiếm tiền ở cái mảng đó ở trong tương lai Phú Quốc, thì nó sẽ chính là thời điểm này họ phải vào, và họ sẽ là người quyết định cái thời điểm tương lai sau này. Tại sao tôi lại nói như vậy? Khi ngày hôm nay các bạn đến với Phú Quốc, các bạn đi đặt chân xuống, các bạn đi thuê một cái villa hoặc là các bạn thuê một cái căn hộ khách sạn để các bạn nghỉ ngơi, các bạn đi thăm thú một vài điểm du lịch, tối thì các bạn đến chợ đêm hoặc đi qua những cái nhà hàng về hải sản lớn ở Phú Quốc để các bạn ăn tối, đúng không ạ, ăn hải sản. Nhưng mà cũng chỉ được một vài ngày thôi, đúng không ạ, là hết rồi, đúng không ạ. Các bạn đi rất nhiều địa điểm du lịch của Phú Quốc cùng lắm khoảng 2-3 ngày là hết rồi, đúng không ạ. Thậm chí các bạn đi Đất Đảo thì cũng khoảng 4-5 ngày thôi là hết rồi. Các bạn không có một chỗ nào để mà có thể mua sắm cả, không có một chỗ nào để mà có những cái dịch vụ về spa cả, không có chỗ nào để mà có dịch vụ về chăm sóc y tế mà đẳng cấp trên cơ sở là bệnh viện nghỉ dưỡng cả. Thì cái đó là một trong những cái rất là thiếu sót của Phú Quốc. Nên tôi nhận thấy rằng là gì ạ? Những cái mô hình shop house và shop villas trong tương lai sẽ chính là những cái mỏ vàng của Phú Quốc, đúng không ạ? Thế thì ở biển xanh cát trắng hay là những cái nơi như là địa điểm du lịch hay là những cái nơi về rừng xanh, khí hậu ôn hòa, nhiệt đới tốt, rất là dễ chịu, đúng không ạ? Thì nó là mỏ kim cương rồi. Thì cái mỏ vàng của Phú Quốc nó sẽ chính là những cái mô hình shop house và shop villas. Nó sẽ chính là những mô hình shop house và shop villas. Nếu như bây giờ các bạn đặt chân xuống bãi trường, các bạn đi ra khu vực của Shell, Sonaci của Phú Quốc, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Rất là nhiều những cái shop house họ đã đang hoàn thiện và đi vào hoạt động rồi. Và bây giờ như đằng sau lưng tôi đây ạ, đó chính là cái hộp shop house của bên BIM. Và như bạn nhìn thấy là gì ạ? Nó nhìn trực tiếp ra biển luôn, như các bạn thấy sau lưng tôi. Thì kết hợp với những cái căn hộ nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Những cái resort 5 sao ấy, nó sẽ góp phần kéo thêm một lượng khách du lịch đến đây rất là nhiều. Và trong tương lai thì những khu vực này sẽ trở thành trung tâm về du lịch của Phú Quốc, vì nó hội tụ được đầy đủ tất cả mọi yếu tố để mà phát triển về dịch vụ ở đây, đúng không ạ? Có thể là ngày hôm nay khi các bạn đến Phú Quốc thì các bạn đa phần các bạn sẽ nhận là gì, chúng ta sẽ đặt phòng nghỉ ở Dương Đông. Nhưng trong thời điểm tương lai tới thôi các bạn, chắc chắn là các bạn sẽ có một cái hướng là về khu vực là bãi trường và khu vực phía Nam đảo. Đấy là câu chuyện của là thực tế mà nó sẽ diễn biến theo trong như vậy trong thời gian tới. Vâng, và đó là một trong những cái điều mà tôi muốn nói với các bạn. Shop house và shop villa sẽ chính là cái mỏ vàng của Phú Quốc trong thời gian tới. Và để mà các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về những cái mô hình này, đúng không ạ, và cập nhật nhanh nhất, thì các bạn có thể gửi trực tiếp
yêu cầu qua cho tôi, tôi sẽ gửi thông tin về dự án đó qua cho bạn. Hoặc là nhanh hơn, các bạn có thể gọi trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0912746538. Và xin chào và hẹn gặp lại.